Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex mới có thông báo về công tác phục vụ bán hàng tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội từ ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Theo đó, Petrolimex đảm bảo đầy đủ nguồn hàng, bố trí tăng cường đội ngũ nhân viên bán hàng để phục vụ 24 trên 24 tại hệ thống 96 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người dân hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị kết nối mạng internet để tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất thuộc hệ thống bán lẻ của Petrolimex trên bản đồ, website petrolimex.com.vn và ứng dụng di động Petrolimex để được phục vụ. Petrolimex cũng khuyến nghị khách hàng lựa chọn lộ trình giao thông, thời gian mua hàng, vị trí cửa hàng xăng dầu phù hợp để được phục vụ tốt nhất. Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, ngày 8 tháng 11, thành phố đã được cung ứng thêm khoảng 1.000 mét khối xăng và dầu cho 5 thương nhân phân phối trên địa bàn và đã giảm bớt khó khăn về nguồn cung mặt hàng này trên toàn thành phố. Cùng với đó, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp vận chuyển xăng dầu vào thành phố 24 trên 24, tính đến hết ngày 7 tháng 11. 100% hồ sơ của các doanh nghiệp nộp sở giao thông vận tải đã được cấp phép đầy đủ. <laughs>